đến cho nhà yêu hôm nay, đấy là vẫn tiếp tục lại là mẫu áo dài xem phúc của nhà em ạ. Cả nhà ơi, nếu mà cả nhà đã theo dõi nhà Sương ấy, thì chắc chắn là biết được rằng là cái mẫu áo dài này của nhà em nó đã quá là hot và đã được các chị yêu săn đón rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi đúng không ạ? Và với mẫu áo dài này thì em cũng gửi đến cho cả nhà yêu với thiết kế là tà 4 lớp này, tà kép này, mình mặc vào cực kỳ là tinh tế luôn này. Điểm đặc biệt phải nói đến của set áo dài này là sao ạ? Đó là chi tiết là khoét ở phần ngực và phần tay áo em được thiết kế đó là tay áo cánh tiên vùng của hai lớp nha, che đi những phần bắp tay to của nhà mình nhá. Và với mẫu áo dài này thì em gửi đến cho cả nhà đấy là họa tiết thiết kế hoa 3D laser in hoa 3D nhé cả nhà nhá. In hoa 3D đó là chi tiết cánh hoa sen kết hợp với lại chi tiết cá chép vàng nha, cá chép hồng nha, cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn kỹ này, đó chi tiết phần tà của nhà em được may và được đính kết hoa rất là hoa chỉ nổi nhá, hoa nổi rất là xinh luôn, được đính kết ở phần tà áo cũng như là những cái chi tiết này, mọi người nhìn kỹ này, chi tiết đá này rất là đẹp đúng cả nhà. Nếu mà mình mặc cái này vào thì chắc chắn là sẽ vô cùng là duyên dáng rồi đúng không ạ? Em xin gửi cho cả nhà mọi người nhìn kỹ là sau này này. Và với những cô gái nào ấy mà mình sẽ yêu thích cái nét đẹp nhẹ nhàng tinh tế và dịu dàng ấy, thì mọi người hãy cho ngay sản phẩm này vào giỏ hàng đi ạ, bởi vì nó quá là xinh luôn đúng không ạ? Không thể nào mà có một điều gì để bàn cãi về bộ áo dài nữa này. Thiết kế của nhà em thì luôn là những cái thiết kế ôm form này, form ôm vô cùng cả nhà này. Mình mặc vào mà em cảm giác là không có một chi tiết thừa nào luôn cả nhà nhá. Mặc như này vào là quá là đỉnh rồi đấy ạ, sẽ không còn từ ngữ nào để có thể tả được về cái vẻ đẹp này đâu ạ. Trời ơi mọi người nhìn kỹ này, đấy phần tà này, phần này đều là những cái chi tiết được thiết kế cùng một tông màu ạ. Họa tiết ở đây sẽ là họa tiết hoa sen trắng, điểm trên phần chỉ là phần vải xanh, nên là khi mà mình mặc vào sẽ vô cùng là nổi bật cái phần chi tiết hoa này ạ. Mẫu này nhà em năm ngoái bán giá là 1.350.000 và hôm nay ở trên cái giỏ hàng này thì nhà mình hôm nay bán sẽ còn là chỉ còn là 900.000 mẫu áo dài đấy thôi ạ. Một mẫu áo dài thiết kế tinh tế và cao cấp như vậy mà hôm nay 1.350.000 giảm còn 900.000 thôi nha. Cùng ngay cái mã này cho em đi ạ, cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Chắc chắn là các chị yêu sẽ không bao giờ hối hận đâu, bởi vì là mình đã sở hữu một mẫu áo dài quá là đỉnh như thế này rồi.